Bài thơ Bình minh trong vườn. Ông mặt trời rực rỡ, chiếu ngàn tia nắng vàng, bác gà trống gáy sáng, đánh thức bạn bình minh. Ô kìa bé Hồng Nhung, vẫn khóc nhè kia đấy, bởi chị Sương long lanh còn động trên mắt bé. Tác giả Đỗ Ngọc Hương. Bình minh trong vườn cũng thật là rực rỡ nè, có hình ảnh chú gà trống, có bé Hồng Nhung và có chị Sương long lanh nữa. Các con hãy thức dậy sớm và nhìn cảnh đẹp của bình minh trong vườn nha. Cô sẽ đọc cho các con nghe một lần nữa nè. Ông mặt trời rực rỡ, chiếu ngàn tia nắng vàng, bác gà trống gáy sáng, đánh thức bạn bình minh. Ô kìa bé Hồng Nhung, vẫn khóc nhè kia đấy, bởi chị Sương long lanh còn động trên mắt bé. Cô chúc các bạn ngủ ngon, và khi thức dậy sẽ đón một ngày mới thật ấm áp và thật nhiều niềm vui. Ngủ ngon nha các bạn. Hẹn các bạn vào ngày mai.